Ba Khía. Kế toán lên đây gặp tôi gấp. Dạ. Ai là người quản lý giá cả, nhập mặt hàng Ba Khía cho nhà hàng? Dạ, trước giờ là quản lý lịch đó chị. Gọi quản lý lên đây cho tôi. Dạ. Dạ, thưa bà giám đốc ạ. Có chuyện gì? Cô chủ cho gọi anh quản lý lên gặp cô chủ ạ. À, tôi biết rồi, đi làm việc đi. Dạ. Chẳng lẽ hôm nay Trinh can thiệp vào công việc của nhà hàng hả? Thì cứ đi qua đó xem sao. Tôi nghe nói quản lý đảm nhiệm việc nhập hàng công Ba Khía đúng không? Dạ đúng. Tôi là người lo việc này. Có chuyện gì sao thưa cô chủ? Tôi vừa coi qua bản báo giá nhập hàng Ba Khía tháng này, thấy có sự chênh lệch về giá khá lớn so với những giá cũ. Tại sao? Trong việc làm ăn, hàng lên giá hay là xuống giá đó cũng là bình thường thôi mà. Huống chi cô là người kinh doanh, cô phải biết điều căn bản này chứ. Khi giá thành sản phẩm cao thì lợi nhuận sẽ thu hẹp lại. Nếu giá thành tăng chút đỉnh thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì, đó là chuyện bình thường. Nhưng tôi thấy có sự chênh lệch về giá khá nhiều so với thị trường, mà anh còn nhập một số lượng rất lớn. Đây mới là điểm bất thường. Chuyện này quản lý lịch có báo cáo cho dì, và dì đã duyệt cho cậu ấy, chứ cậu ấy không có tự quyết định. Bà có nói lại với tổng giám đốc, ba tôi đã biết chưa? Đây là chuyện nhỏ, chị không có muốn làm cho ông ấy bận tâm, bởi vì ba con còn nhiều chuyện phải lo nữa. Trước giờ những chuyện nhỏ như vậy á thì ba con luôn luôn giao cho dì quyết định. Dạ đúng đó cô chủ. Chúng ta là nhân viên của giám đốc nên phải có nhiệm vụ là giúp giám đốc giải quyết những chuyện nhỏ để cho giám đốc bớt mệt mỏi. Có những chuyện nào mà mình tự giải quyết được thì mình không nên làm phiền giám đốc. Không có chuyện nhỏ sẽ không trở thành chuyện lớn. Một lỗ thủng nhỏ nếu không lắp lại thì sẽ trở thành một lỗ thủng lớn. Khi đó mọi chuyện sẽ trở nên nguy hiểm, thậm chí để lại hậu quả khôn lường. Đây là một lỗi cơ bản. Không lẽ bà và anh không hiểu sao? Lần sau nếu có chuyện gì thì tốt nhất quản lý nên báo cho tôi hoặc ba tôi biết. Nếu không còn gì thắc mắc nữa, tôi xin phép đi làm việc. Anh đi đi. Dù gì á thì dì với ba của con cũng đã đồng hành quản lý cái nhà hàng này đã mười mấy năm nay. Nếu như có chuyện gì á thì con phải nói riêng với dì, để dì với con cùng nhau giải quyết. Chứ tại sao con làm mất mặt dì với cấp dưới của dì như vậy? Dì biết xưa nay con không có thích dì, nhưng nếu là người biết suy nghĩ thì không ai hành động như vừa rồi hết. Tôi làm như vậy là vì công việc. Bà không hài lòng thì bà từ chức đi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Được, tôi sẽ dạy cho cô một bài học để cô biết thế nào là tôn trọng người lớn. Dù em biết con Trinh từ trước tới giờ nó không ưa gì em, nhưng
nhưng mà con cũng không cần phải làm mất mặt em trước mặt nhân viên như vậy. Em thấy xấu hổ quá. Em không muốn tới đây làm việc nữa. Thôi đi em à, tính con của mình trước giờ nó vậy á, hễ nó nghĩ gì là nó nói đại ra, nó không có suy nghĩ thiệt hơn, nó không có suy nghĩ cái gì sâu sắc hết. Em đừng có giận nó. Con Trinh nó đối xử không có tôn trọng em chút xíu nào hết. Nhưng mà ở gia đình thì em có thể bỏ qua, còn ở đây là nhà hàng, trước mặt bao nhiêu nhân viên, có nhiều người, mà con nó không coi em ra gì hết. Làm như vậy cấp dưới làm sao tôn trọng em nữa. Anh à, hay là anh để cho em nghỉ ở nhà đi, để cho con gái anh tới đây làm quản lý. Không được đâu em à, em đã đồng hành với anh bấy lâu nay rồi. Con Trinh nó còn nhỏ, nó còn nông nổi, không thể nào mà giao việc cho nó được hết trơn á. Nghe anh đi, hãy thương anh, vì anh, bỏ qua cho con lần này đi. Rồi về nhà anh sẽ nói chuyện lại với con Trinh nha.